Hello, chào mọi người. Hôm nay chủ nhật, Ken chở vợ đi cắt tóc ở chỗ anh bạn mình. Thì anh bạn này là tên Tuấn Lê hay là Sky Lê cả nhà. Thì anh này mấy năm trước cũng nổi tiếng lắm, rất nổi tiếng luôn nha, là về Việt Nam mà hớt tóc miễn phí trên đường phố ngoài Sài Gòn mọi người. Đó thì anh này học chung với mình cấp 3 ở bên đây St. Louis. Thì hôm nay chở vợ tôi ủng hộ anh ấy, tại anh mấy tháng trước vừa mới khai trương cái tiệm hớt tóc riêng của mình. Đó, thì hôm nay mình tới ủng hộ chở vợ đi cắt tóc, thì mời cả nhà cùng theo chân mình nha. Exit sắp tới tiệm mà mọi người còn chừng vài phút nữa. Thì khu này là khu Central West End của St. Louis City. Mọi người thấy bên tay phải là cái bệnh viện lớn nhất ở đây nha, Bronx Jewish, là thuê công nhân lớn nhất, nhiều nhất ở đây. Đã nhiều người dân đều làm cho bệnh viện này nhé. Bronx Jewish là hồi xưa bệnh viện này người ta xây lên để chữa cho người Do Thái, là mọi người, người Jewish á. Thì từ bây giờ chữa hết tất cả mọi người luôn, chứ không phải chỉ cho người Jewish không. Đó, bây giờ đang sửa sang, xây thêm rất là nhiều, mở rộng ra. Đường phố chủ nhật giờ mọi người có thể đi ăn tối đó cả nhà, rất khá đông. Thì khu này khu cũng là thuộc dạng trung tâm rồi. Nguyên một dàn là bệnh viện hết luôn. Sorry nha, giới thiệu bệnh viện hơi nhiều. Đó, mình chạy ngang qua là Children's Hospital, là gì, bệnh viện nhi hả? Đó, ở đây nhi đồng. Bệnh viện nhi đồng đó, chữa cho baby con nít thôi. Đó, trước mặt là cái tòa nhà apartment mới đây luôn nè, xịn đó mọi người. Trước mặt thấy cái tòa nhà cao cao lạ lạ, kiểu lạ lạ đó, đó. Xịn sò đó nha, mới cho người ta thuê được vài năm nay nè. Xịn chưa? Chừng 2 phút nữa là tới. Dàn nhà này là toàn là apartment building hết. Đó, Maryland Plaza nè. Đây, quẹo vô. Cái khu này mấy con đường là quán ăn, shop rất là nhiều luôn. Buổi tối lên đèn rất là đẹp nha. Bây giờ ban ngày chiều chiều chưa thấy đèn gì hết. Tối lên đèn rất đẹp. Nhiều người ở đây ngồi chụp hình nè, rất là nhiều người luôn. Vừa nước vừa đèn đồ. Tiệm tóc của bạn này là bên tay phải, tay trái lộn. Sorry. Ở xin nhanh bên tay trái, mình nói bên tay phải. Đây tới rồi đây, 32A. Ok, lên đi em. Hai Tuấn. Đặt cái bầu đi lên, sorry. Thấy mà sợ ngồi lên sập xe. Được không em? Okay, vô. Cho quay phim chút xíu nha. Quay phim giới thiệu, tại nổi tiếng quá phải quay giới thiệu cho người ta biết. Đây anh Tuấn đây nè. Anh Tuấn đẹp trai. Này, quay một vòng studio ở đây nha. Đó, nhìn xuống đường.
sao đây? Cái salon rất là to nha mọi người. Đây đằng xa là chỗ người ta gọi đầu nè. Đó, gọi đầu xả tóc đồ. Đây cái tường họ ký tên nha cả nhà. Hôm bữa khai trương mở cửa tiệm là khách mời tới hay là khách tới cắt tóc cũng ký tên đây làm kỷ niệm luôn. Nó rất là đặc biệt. Hình như mình cũng có ký thì phải, bữa khai trương mình có tới chơi. Có ký ghi đâu không nhớ. Không thấy. Rồi bắt đầu cắt. Cắt xong rồi. Mới bắt đầu cắt mà. Anh xin phép anh gọi đầu với em á. Đi gọi đầu nữa hả? Theo chưa gọi đầu. Em ngồi ngửa xuống được không? Ủa cái ông làm chung bữa nay không có cắt hả? Bữa nay không có làm. Không, họ làm có mấy ngày, một hai ngày. Ồ. Làm cái chiếc thôi, đa số cắt tóc cắt xong mà nói chưa có perfect, bữa sau quay lại ảnh làm lại nữa còn perfect hơn nữa, nhờ quay lại quay giùm. Cái màu á, cái màu mình không có làm cái màu. Ok, đẹp rồi. Chưa, Tuấn chưa nói đẹp, nói chưa đủ đẹp. Nói với Cường cái nào cũng được. Ừ. Chuyên nghiệp là nói chưa đẹp. Ok, rồi bữa sau quay lại.